Các bạn, hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách chiết lá mỏng như thế này nha các bạn. Mình sử dụng là một tờ giấy có kích thước 15 cm x 15 cm ha. Mình bắt đầu mình gấp đôi lại ha. Rồi mình gấp làm 4 rồi. Rồi mình gấp hai bên lên. Đồng mở ra từ vị trí này, mình gấp lên như thế này, mình chừa khoảng 1 cm nha các bạn. Từ vị trí này tới cái đường ngang cái này là 1 cm ha. Rồi bắt đầu mình vẽ ha. Đây mình ra hình dáng như thế này các bạn. Rồi mình mở ra. Hình chiếc lá ha. Đây, mình đã xong mẫu một chiếc lá phong lá lá như thế này nè. Cảm ơn các bạn đã theo dõi mình hướng dẫn cách chiếc lá. Hẹn các bạn vào video sau nha.